thị văn minh hiện đại, quận Hoàng Mai, một trong những địa bàn đang có tốc độ đô thị hóa cao, đang có nhiều công trình được thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở tại khu vực này. Với tổng diện tích hơn 7.000 m2, HTCO Hoàng Mai gồm hai tòa nhà cao 28 tầng, trong đó có các tiện nghi như trung tâm thương mại, bãi đỗ xe nổi trên cao cùng hơn 744 căn hộ có từ 2 đến 3 phòng ngủ. Đặc biệt, tầng 28 được thiết kế dành cho không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện. Điểm nổi bật của HTCO Hoàng Mai là dự án nằm liền kề công viên Yên Sở, công viên đô thị lớn nhất Việt Nam và cũng là công viên cây xanh lớn nhất Hà Nội với tổng diện tích lên tới 320 ha. Do đó, ngoài những tiện ích nội khu như nhà trẻ, vườn dạo, khu thương mại dịch vụ, không gian vui chơi và chạy bộ ngoài trời, cư dân HTCO còn được thừa hưởng hạ tầng và tiện ích của công viên Yên Sở phục vụ cho cuộc sống của cả gia đình. HTCO Hoàng Mai được đánh giá là khu chung cư góp phần quan trọng đánh thức tiềm năng khu vực phía đông nam thủ đô.